Xin chào anh em có khỏe không? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em vẽ một con hổ. Và vẫn như thường lệ thì các anh em hãy vẽ cho mình một hình tròn. Và vẫn như thường lệ tiếp thì hình tròn đấy cũng không cần đẹp, hơi méo đi cũng được, không sao cả. Về chất liệu thì chúng ta vẫn vẽ trên giấy canson thường và bút chì 2B để phác nhé các bạn nhé. Còn về mặt giấy thì hãy vẽ trên phần mặt giấy nhám. Phải nhắc lại không sợ có anh em sẽ quên. Thì để vẽ con hổ này thì chúng ta cần 3 hình tròn. Cần 3 hình tròn thì như các bạn thấy đây thì 3 hình tròn. Thì có 2 hình đằng bên phía tay trái sẽ lồng vào nhau. Các bạn chú ý nha. Kích cỡ của 3 hình tròn này thì hình tròn đầu tiên bên phía tay phải sẽ to nhất, đến hình tròn thứ hai ở giữa sẽ nhỏ hơn tí và hình tròn thứ ba là nhỏ nhất. Thì anh em cũng vẫn bắt đầu như mọi khi là chúng ta sẽ vẽ cái chân. Hôm nay mình sẽ vẽ một con hổ đang bước đi rón rén. Thì các anh em, nếu anh em nào đã xem cái bài mà tôi hướng dẫn vẽ con chó thì chân con hổ này nó cũng gần gần tựa tựa kiểu như thế, nhưng mà nó không dài và thon đến thế, nó chân nó sẽ to hơn. Đấy, thế là mình sẽ xong một cái khung chân ở đây. Ok anh em. Bây giờ là chúng ta vẽ nối những hình tròn với nhau để thành hình người nó. Cái này quá dễ nhỉ các anh em nhỉ. Đấy, chỉ cần nối những hình tròn lại với nhau và chúng ta sẽ có phần thân con hổ. Có một lưu ý nhỏ nhỏ với anh em là khi vẽ con hổ thì anh em phải hết sức lưu ý, bởi vì so với các loài động vật họ nhà mèo ấy thì con hổ thì trông nó sẽ sồ sề hơn, mà trông nó nặng nề hơn, béo hơn, chứ nó lại không cái kiểu đáy thắt lưng ong, không cái kiểu mà bụng thon nhỏ lại như kiểu báo hay là sư tử, mà phần bụng nó hơi sồ ra một tí, dày mình ấy, kiểu dày mình ấy, anh em. Chân thì có vẻ to và mập hơn tí. Đấy, như vậy là chúng ta đã được hai cái chân. Bước vẽ phác này thì mình cũng đã nói với anh em rất nhiều là anh em cứ vẽ thoáng tay ra, không phải gò bó, không phải lo sợ nó sai. Bởi vì đây mới chỉ là bước phác thảo và chúng ta còn phải sửa rất nhiều. Bây giờ chúng ta vẽ đến chân trước thì từ cái hình tròn ở giữa phần bên dưới anh em kéo xuống. Kéo xuống một cái hình giống như hình tam giác vậy. Anh em vẽ cái khớp ở giữa. Rồi. Kéo thẳng xuống tiếp. Anh em nhớ vạch một đường thẳng từ chân sau ra sang đằng bên trái nhá, mặt đất ấy, để cho hai chân mình vẽ thì nó sẽ không bị lệch nhau. Trong khi vừa phác này anh em cũng có thể sửa luôn cũng được, không sao cả. Hoặc là sau khi vẽ xong hết tất cả thì lúc đấy mình sửa và xóa cũng không sao, cách nào cũng được, miễn sao anh em thấy nó cách nào hiệu quả nhất, mà cách nào phù hợp với mình nhất. Mình thì cứ lúc nào nhìn thấy chỗ nào chưa hợp lý là mình sẽ sửa luôn. Đây, anh em vẽ một cái chân chồi ra ở đoạn này hơi co lên tí để thể hiện dáng con hổ đang bước đi. So với vẽ con sư tử thì mình thấy là vẽ con hổ này khó hơn rất nhiều. Bởi vì là những cái đường vằn của nó, cái đường vằn trên người nó cực kỳ là khó. Không phải là khó mà nó lằng nhằng phức tạp ấy các bạn, tự dưng lại thêm một bước nữa. Ví dụ như người con sư tử thì mình chỉ cần đánh chì phát là thôi là xong, nhưng mà đây nó lại còn vằn vèo, thứ nhất là trên khuôn mặt nhiều cái vệt vằn nhỏ nhỏ.
Anh em bây giờ bắt đầu tô cái phần chân cho nó mềm mại hơn, cho nó to lên một tí. Giống như kiểu là da thịt bọc lấy cái khung xương. Với lại những cái chỗ nào mà nó cứng thì anh em uốn lại cho nó mềm. Đây là phần đầu con vật. Đấy, cơ bản là chúng ta có một dáng đi. Bây giờ vẽ thêm cái đuôi thì anh em chú ý là cái đuôi này thì nó sẽ bị cái chân sau dạng ra, nó che khuất đi một phần. Thông thường hổ đi kiểu này thì đuôi nó thường cúp đi các bạn, đuôi nó không dựng lên, dơ lên cao đâu mà nó sẽ cúp, do đó là sẽ bị cái chân sau nó che khuất một tí. Chuyện này là hết sức bình thường. Thật ra anh em để cho cái đuôi nó chồi ra sau nâng hẳn lên cũng được, nhưng mà thế thì nó không đẹp, nó phải khuất khuất tí cả đấy thì trông nó sẽ tự nhiên hơn, cái dáng đi sẽ tự nhiên hơn. Đây nhá, ở cái phần đầu này thì anh em chú ý với tôi, anh em cứ vẽ hai cái tai chồi lên như này, hai cái tai chồi lên, xong đó anh em chia cái khuôn mặt, chính xác là chia cái hình tròn ra thành 4 phần bằng nhau. Chia này để mình xác định cái vị trí mắt ấy, mắt mồm những cái thứ. Ở bên dưới này các anh em thêm cho tôi một hình tròn nữa. Hình tròn này thì lồng 2 phần 3 vào trong hình tròn to và thò 1 phần 3 ra ngoài. Giờ anh em xác định vị trí mắt thì cơ bản là nó sẽ ở đây. Đôi mắt nó sẽ ở vị trí ở giữa. Ở giữa một nửa cái thanh ngang. Mình mô tả nó hơi khó hiểu nhưng mà ở giữa một nửa cái thanh ngang ấy. Có nghĩa là chia cái thanh ngang ấy ra thành 4 phần thì nó sẽ nằm ở giữa. Thì có cái bài vẽ con voi với lại cái video vẽ con voi, video vẽ con chó là mình cũng miêu tả tương đối là chi tiết rồi đấy. Mình nghĩ là anh em nào mà cố gắng thực hiện và vẽ theo thì cũng ok thôi, cũng dễ thôi. Thật ra thì bắt đầu từ những hình cơ bản như này thì có lẽ là những em nhỏ cũng vẽ được, bọn trẻ con nó cũng vẽ được cái này. Nhiều khi mô tả nó cũng khó ấy. Nói dài lại thành nói dại. Nên anh em cứ nhìn hình trên video thì thực hiện theo nhé. Vì video mình không xây dựng kịch bản trước, mà mình sẽ ghi hình mình vẽ, xong sau đấy mình thu âm. Do đó là trong cái phần câu từ của mình có thể nhiều cái mình chưa sắp xếp, cũng chưa hợp lý, hoặc là mình nói nó không chuẩn, không giáp vào với cái hình vẽ ở trên video thì anh em cũng thông cảm nhé. Mình sẽ cố gắng hết sức. Đây, anh em chú ý là những cái phần mình vẽ phác ấy thì nó có rất nhiều nét chồng lên nhau, có nét sai, nét đúng. Trước khi tẩy xóa thì anh em nhớ tô lại cái nét mà anh em cho là đúng nhất. Cái nét anh em thấy phù hợp nhất anh em tô lại cho nó đậm hơn tí, để tí nữa mình xóa thì đỡ xóa nhầm ấy. Không lại xóa nhầm nét đúng, lại để lại nét sai, nên là mình cứ tô đậm nó hơn một tí. Tí nữa xóa cho nó dễ. Đấy anh em thấy không, cái đoạn này ví dụ đầu con hổ này mình chưa vẽ này, nhìn cái dáng nó rất giống cái con báo. Nếu mà làm cái phần bụng mà hóp hơn một tí nữa thì chắc là đúng hình con báo thật, báo hoặc là một con sư tử cái. Hổ thì có rất nhiều điểm để phân biệt với sư tử. Thứ nhất là cái bờm, cái thứ hai là vằn,
Và cái thứ ba là cái đuôi. Ở cái bài vẽ con chó ấy, thì mình để cái cần tăng dân số nó xuất hiện trên khung hình. Nhưng mà đối với loài hổ, sư tử và mèo nói chung, họ nhà mèo nói chung, thì cái bộ phận đấy nó lại đẩy lùi vào tận đằng sau nhé anh em nhé. Nên trong mọi dáng đi này thì mình sẽ không thể nhìn thấy cái cần tăng dân số của nó được. Đấy, anh em tô lại những cái đường góc cạnh này cho nó mượt mà hơn. Mình tô lại để trước khi mình tẩy đi những nét thừa thì nó tí nữa tẩy thì sẽ dễ hơn. Đó, những cái nét này anh em cho nó mềm mại hơn, cho nó tự nhiên hơn. Đó, từ một hình tròn anh em có, ở trên khuôn mặt này anh em vẽ vát vát nó lên tí. Chắc hôm nào mình phải hướng dẫn anh em chi tiết về vẽ đôi mắt của động vật. Chắc là một series các bài viết về đôi mắt của động vật. Chứ nhiều khi mình thấy là vẽ mắt nó cũng khó phết đấy các bạn ạ. Mà phần mắt là phần mình cũng hay bị phải sửa nhiều nhất, bởi vì nó không thể hiện được thần thái con vật ấy. Như bức con hổ này mình cũng phải sửa đôi mắt rất nhiều. Đây mới chỉ là khung ban đầu thôi các bạn ạ. Đấy, nhìn cơ bản tổng thể nó ra một con vật họ như mèo rồi. Nhưng mà chưa rõ là con gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào công đoạn xóa. Chúng ta sẽ xóa đi những phần thừa. Anh em chú ý là trong khi xóa này anh em có thể sửa nhé. Vừa xóa vừa sửa vừa vẽ lại những cái chỗ nào mà anh em cảm thấy nó chưa phù hợp. Đến phần này thì mình sẽ tua nhanh, đây là phần mình xóa. Vừa xóa vừa sửa vừa tô lại một số phần mà mình thấy nó chưa hợp lý, chẳng hạn như phần vai này, phần vai lưng này, phần đầu này. Đấy, thì mình cũng tô sửa cho nó chuẩn hơn. Đấy, nhìn những cái nét nó mềm mại hơn lên. Đấy, anh em chú ý thực hiện theo tôi. Đấy, phần lưng. Đấy, phần lưng này mình cũng sửa nhiều này. Rồi. Cơ bản thì chúng ta sẽ được một cái hình phác thảo khá là ổn. Đây, cái bụng này mình cho dày mình hơn tí là đấy. Thì nó như ở phần này thì mình đã chỉnh sửa rất kỹ khuôn mặt và mình vẽ những cái đường vằn nó lên trước. Thật ra để vẽ những cái đường vằn này thì cũng không khó đâu anh em ạ. Nó không khó nhưng mà nó tuân theo một số cái nguyên tắc nhất định. Đấy là những cái đường vằn này ở trên người nó thì sẽ chạy từ lưng xuống hướng xuống bụng. Và cái thứ hai nữa là cái phần những cái đường vằn ở chỗ bụng ấy, thì nó sẽ dày và nó sẽ to hơn những cái đường vằn khác. Cái thứ ba nữa là ở trên người con hổ thì cái lông của nó đậm nhất là phần lưng. Phần lưng là đậm nhất, xong đến những cái phần khác màu nhạt hơn có thể chuyển sang màu trắng, ví dụ như phần bụng này, phần bụng, mặt dưới của bụng này, mặt trong của chân này thì nó là màu trắng. Thì anh em cứ đánh chì hết đi nhé. Đánh chì hết toàn bộ người con hổ cho nó đậm bên trên và nhạt bên dưới. Xong sau đấy anh em dùng bông để anh em tì cho nó mịn cái vệt mình vừa đánh. Đấy, đấy anh em thấy không? Mình đang vẽ con hổ cái
Đây, xong rồi anh em tô lại những cái đường vằn này nhé. Tô lại những cái đường vằn trên mình đó. Tô lại một lượt đấy. Bây giờ các anh em đã thấy nó bắt đầu hiện ra cái dáng của nó chưa? Vì chúng ta còn tiếp tục tô cho cái lông của nó đậm hơn tí nữa. Đấy, những đường vằn ở bụng này anh em cho nó dày to lên như này. Đấy. Đấy.